Bộ phim này đã tái hiện chân thực cuộc sống của người làm công. Mi Dung hướng nội lại không giỏi nói chuyện, không chỉ công việc không thuận lợi, còn bị bạn trai lừa gạt phải gánh một số nợ lớn. Sự nghiệp và cuộc sống đều khiến cô rất áp lực. Để phát tiết cảm xúc bị đè nén đã lâu, Mi Dung đến gặp anh làm thêm họ Gu để bày tỏ nỗi lòng. Mong anh có thể sùng bái mình, như vậy thì nội tâm cô đơn của cô sẽ được lấp đầy. Sự tồn tại của cô cũng sẽ trở nên có ý nghĩa hơn. Anh Gu lại bảo Mi Dung không hiểu anh, cũng không biết tại sao anh lại trốn dưới quê, thậm chí đến cả tên anh cũng không biết. Mà anh Gu biết Mi Dung bị lừa, đem tiền cho đàn ông mượn. Còn nói thẳng Mi Dung không dám lên tiếng khi biết bị lừa. Anh mong cô giải quyết chuyện nợ nần trước, đừng lãng phí thời gian làm việc khác vì anh cũng là người xấu. Lời nói này khiến trái tim Mi Dung nhói đau. Anh tưởng trả hết nợ thì sẽ hết chuyện rồi ư? Tôi nghĩ sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Nội tâm của tôi chưa từng được lấp đầy. Cuộc đời tồi tệ, nhóm người đáng ghét. Vì Mi Dung không dám đối diện với anh Gu, dù bỏ lỡ chuyến xe cuối, cô cũng ngồi uống rượu với đồng nghiệp. Đồng nghiệp tò mò hỏi lý do cô không chịu về nhà. Mi Dung đành nói ra nỗi khổ của mình. Trong đêm, Mi Dung một mình đi trên con đường về nhà thì phát hiện bên đường có hai người đàn ông lén la lén lút. Mi Dung sợ tới mức không dám thở mạnh. Mà lúc này anh Gu lại cầm chai rượu xuất hiện phía sau, lặng lẽ bảo vệ cô. Mi Dung biết chuyện thì cực kỳ cảm động, nhưng vẫn cố ý tỏ ra như không biết gì. Thấy hai người kia lái xe đi, anh Gu cũng đẩy nhanh tốc độ. Anh vẫn im lặng, không nói lời nào, ngây ngốc ngồi ở đó nhìn bầu trời đêm tối tăm. Mỗi ngày Mi Dung đều giục bạn trai cũ trả tiền, nhưng hắn vẫn bật vô âm tín. Không lâu sau, bạn trai cũng nhắn tin cho cô, mong cô đừng liên lạc với bạn gái anh ta, nếu không sẽ không lấy được số tiền còn lại. Mi Dung tức giận buột miệng chửi hắn. Tên khốn, ai ngờ lại bị giám đốc thường xuyên gây khó cho cô nghe thấy. Cô lại phải ngồi ở quán cà phê sửa dự án, nhìn dòng chữ cổ vũ trên băng rôn. Suy nghĩ của Mi Dung lại lơ lửng trên mây. Cô chị Ki Dung lại tiếp tục đi xem mắt. Cô luôn dùng câu chuyện tình yêu đau buồn để bày tỏ quan điểm tình yêu của mình. Không ngoài dự đoán, cô lại thất bại. Trong hôn lễ bạn, Trang Hy gặp lại bạn gái cũ, trong lòng dâng lên cảm xúc khó tả. Ba người đau buồn cùng uống rượu ở quán bạn. Trang Hy với Ki Dung nói không ngừng, mà Mi Dung lại ngồi một góc không nói gì. Cô vẫn như mọi ngày đi buýt đi làm, nhưng hôm nay trên xe lại có thêm anh Gu. Hai người ngồi cách nhau cũng không nói lời nào. Khi tới trạm, hai người đi về hai hướng khác nhau, giống như hai người lạ trên đường. Mi Dung nghĩ tới những người bạn trai cũ, trong mắt họ cô đều là người không đủ tốt. Để chứng minh bản thân đáng được yêu, Mi Dung mới liên tục rơi vào đầm lầy của tình yêu, cuối cùng ngược lại khiến bản thân trở nên tầm thường. Mình nên tìm kiếm đáp án ở đâu đây? Thế nên cô với hai đồng nghiệp thành lập một câu lạc bộ giải phóng. Mặc dù không biết bản thân bị nhốt ở đâu, nhưng lúc nào cũng cảm thấy ngột ngạt. Họ rốt cuộc nên giải phóng bản thân thế nào? Một bộ phim như thế nào khiến dân mạng xem xong bất giác cảm thán: linh hồn của tôi đã giấu tôi đóng bộ phim này. Một người sợ giao tiếp như Mi Dung, sau khi gặp rất nhiều thất bại trong cuộc sống, cuối cùng chọn cách tìm kiếm cuộc đời mới. Từ trong cuộc sống khôn khan buồn tẻ, Mi Dung chăm chỉ đỡ đần bố mẹ việc làm nông, mà là người làm thêm. Anh Gu cũng làm cùng họ. Kể cả ánh mặt trời nóng gắt cũng không thể đánh tan sự buồn bã trên mặt anh. Mi Dung rất tò mò anh Gu đã trải qua những gì, hay là có cần tôi sùng bái anh không? Nội tâm của anh dường như cũng chơi vơi nhỉ. Câu nói này dường như đã chạm tới tim anh Gu. Nếu cần thì nói nhé. Nhìn bóng lưng rời đi của Mi Dung, anh Gu cũng rơi vào trầm tư. Lời của cô khiến anh Gu mất ngủ. Có lẽ nội tâm anh thực sự cần được lấp đầy. Sáng sớm, hai người không hẹn mà gặp, nhưng vẫn không chào hỏi nhau. Mà lần này Mi Dung bỗng nói: gặp nhau thì chào nhau một cái. Mi Dung bỗng mở lời khiến anh Gu ngây người một lúc. Anh không biết nên nói gì, chỉ lạnh nhạt đáp một câu: xe buýt sắp tới rồi, mau chạy đi. Câu này nói dường như khích lệ Mi Dung rất nhiều, khiến cô vui vẻ chạy về phía trước để theo đuổi ánh sáng của hy vọng. Anh Gu cũng cảm nhận được cảm giác ai đó cần mình. Mi Dung bị đồng nghiệp công ty vây quanh, mọi người hiếu kỳ về việc mục đích cô lập câu lạc bộ. Mi Dung chỉ nói mập mờ, cô chỉ muốn thoát khỏi cuộc sống hiện giờ, giải phóng bản thân. Nhưng đồng nghiệp không thể hiểu cảm giác đó. Hôm nay bố Mi Dung lắp bồn rửa, nhưng khách hàng lại viện mọi lý do để hoãn việc trả phí. Sau khi đưa ông ấy về nhà, anh Gu một mình lái xe tới nhà khách hàng đó. Trên đường về, anh gặp Mi Dung tan làm về nhà. Cô mỉm cười mong chờ anh Gu chào hỏi mình, nhưng anh không dừng xe lại mà đi thẳng luôn. Sau khi đưa tiền đòi được cho mẹ Mi Dung thì một mình bỏ đi. Đến tối, Mi Dung đem cơm tới chỗ anh Gu. Sao anh lại bất thường như vậy? Lúc thì rất tốt, lúc lại rất lạnh lùng. Anh Gu không hiểu tại sao sức lao động mình cực khổ bỏ ra, nhưng khi bố Mi Dung nhận tiền lại rụt rè, mà Mi Dung cũng vậy. Chuyện nợ tiền không phải lỗi cô nhưng lại không dám lên tiếng. Cần tôi giúp cô đòi không? Nhưng Mi Dung cho rằng nếu để đòi tiền mà làm căng với người quen, vậy thì cô sẽ rơi vào cảnh ngộ còn tệ hơn. Lúc này anh Gu lại bảo nếu cô không chịu thay đổi, cũng không thể thay đổi người khác, mọi người chỉ cần sống theo ý mình là được. Mi Dung nghe vậy thì thất vọng rời đi, hộp cơm trong tay bất cẩn rơi xuống đất. Anh Gu đi qua nhưng không giúp đỡ, cũng không nói lời nào. Mặc dù họ muốn thay đổi nhưng lại không biết bản thân bị kẹt ở đâu. Trên bàn ăn, Trang Hy liên tục nghe điện thoại của khách. Bố không kiềm chế được nữa, chỉ trích anh ấy đã có tuổi nhưng vẫn sống không có định hướng. Lời của bố đã chọc đúng nỗi đau của Trang Hy. Anh ta không nhịn được nữa, liền bảo bố cũng sống không ra sao. Nuôi ba đứa con, sống ở vùng quê xa xôi, giờ đến ô tô cũng không mua được.
Lẽ nào mọi chuyện đều là cuộc sống nằm trong kế hoạch của bố ư? Có lẽ lời của Trang Hy cũng nói đúng nỗi đau của bố. Hai bố con bỗng chốc yên lặng, khi đi làm trời bỗng có sấm chớp, các đồng nghiệp cực kỳ sợ hãi, chỉ có Mi Dung cực kỳ bình tĩnh. Ba người trong câu lạc bộ cũng có buổi họp mặt đầu tiên. Họ ngồi trước cửa kính nhìn dòng người qua lại bên ngoài. Bắt đầu màn độc thoại về hành trình giải phóng lần đầu. Mưa ngày càng lớn, anh Gu vẫn ngồi ngây trong mưa. Dường như anh bị nhốt ở đó, không biết nên thoát khỏi thế nào. Bỗng nhiên có tia sét đánh trúng cột điện, cả căn nhà bỗng tối om. Mi Dung vội chạy tới chỗ ở của anh Gu, cô lớn tiếng đuổi anh mau về nhà, dây điện bị đứt có thể sẽ lấy mạng anh bất cứ lúc nào. Hành động của Mi Dung đã làm anh Gu cảm động, từ ngày anh tới nơi này, chưa có một ai từng thật lòng quan tâm anh như vậy. Mi Dung ngây ngốc đi trong màn mưa, tôi không biết bản thân bị nhốt ở đâu, nhưng tôi rất muốn thoát khỏi đó, tôi mong cuộc đời của tôi có thể thật sự hạnh phúc vui vẻ. Theo dõi kênh để nhận thêm thật nhiều video nhé các bạn yêu. Chúc các bạn có một ngày thật may mắn nhé.